はい、皆さんこんにちは。お久しぶりです。今日はですね、新しいシリーズを始めていきたいと思います。その名前は日本語マスターです、ね、今日はですね、今日の動画は登録する、申し込む、そして申請するの違いについて教えていきたいと思います。 Now, この内心からです。今日は登録、申請、申し込む。từ này nếu mà dịch xuôi tiếng Việt đều nói là đăng ký. Đấy là lý do mà chắc hẳn chúng ta ít nhất một lần đã thắc mắc xem nó khác nhau thế nào, đúng không ạ? Chúng ta cùng nhìn vào tô lục sử trước nhé. Thằng này các bạn chỉ cần hiểu cái đơn giản này, nó là đăng ký, nhưng thường là đăng ký để lưu lại một cái dữ liệu nào đó. Ví dụ đăng ký làm hội viên này, đăng ký số điện thoại này, đăng ký mail này, đăng ký tên miền này, đăng ký account nào đó. Đó, giúp mình tô lục sử, đăng ký thị dân cũng dùng được. Cái anh tô lục sử liên quan bằng một tô lục sử Iroiro là 3 men để sky mas. Và các bạn để ý xem, các bạn đăng ký số điện thoại, đăng ký mail, đăng ký thị dân, nó đều để lại cái dữ liệu của bạn ở trên hệ thống, đúng không? Hoặc là để lại dữ liệu của bạn đối với đối phương. Đó, thì lúc đấy người ta dùng là tô lục sử. Và bản chất tại sao là như thế? Bởi vì các bạn nhìn cái từ tô lục sử, đúng không? Cái từ lục đằng sau á, nó có nghĩa là ghi chép lại. Đó, cho nên đấy là ý nghĩa của tô lục sử. Tiếp theo, moshikomu. Moshikomu đương nhiên nó có nghĩa là đăng ký, nhưng thường là đăng ký để nói với đối phương rằng mình muốn tham gia cái gì đó. Các bạn nhớ cái từ là tham gia, nói với đối phương muốn tham gia nhé. Ví dụ như đăng ký đi thi của các bạn này, đăng ký thi cho VT, nó dùng từ moshikomu này đấy. Ngoài ra có một ý nghĩa nho nhỏ của từ moshikomu này, nó có nghĩa là mong muốn. Ví dụ này, kekkono moshikomu có phải là đăng ký kết hôn? Nó là cầu hôn. Thực ra cầu hôn thông thường là sẽ dùng từ proposal, nhưng thỉnh thoảng người ta cũng dùng từ moshikomu này. Đã hoặc là đăng ký vay vốn cũng là gì ạ? Romo moshikomu. Đấy. Cuối cùng từ shinse. Shinse thực ra nó cũng na ná với cả moshikomu. Tuy nhiên nó sẽ có hàm ý là gì ạ? Đăng ký để nhận được sự cho phép hay không từ đối phương. Đó. Ví dụ các bạn đi đăng ký visa ấy, đăng ký apply học bổng này, rồi là đăng ký xét tăng ca này. Anh ơi em muốn làm thêm, sếp ơi em muốn làm thêm nữa. Đó là shinse này. Đó, đều phải cần có sự cho phép từ đối phương. Hoặc là kết bạn, add friend trên Facebook, đúng không ạ? Người ta dùng từ tomodachi shinse. Đó, đối phương có thể chấp nhận kết bạn hoặc là không. Đó, nhưng mà ví dụ các bạn đăng ký thi cái từ moshikomu, đúng không? Thì nó chỉ là đăng ký mất bao nhiêu thời gian, đăng ký mất bao nhiêu tiền ấy. Chứ còn bình thường rất ít trường hợp mà người ta không cho mình đi thi, đúng không? Đó, đấy là sự khác nhau giữa moshikomu và shinse. Ii desu ka? Rất là đơn giản, đúng không nào? Và chúng ta hãy cố gắng nhớ những từ cụ thể đi về 3 thằng vừa rồi. Ví dụ như hội viên thì là todoku, shiken thì là moshikomi, visa thì là shinse. Thì chúng ta rất là dễ để master 3 từ vừa rồi. Điều mà mình đã sẵn, dễ hỉ, channel nó tô lục ô, yoroshiku onegai shimasu. Nhớ nhé, tô lục, channel thì là tô lục, hội viên thì là tô lục.